Hello, chào các bạn quay lại kênh Cá Coi Vlog Trần Đức Cường. Bây giờ mình đang ở Bình Phước các bạn. Tại đây gần 300 cây. Để mình quay lại thăm cái hồ của ảnh. Của anh này đã hoàn thiện rồi bạn và đã thả cá, và nay mình có dịp thì mình muốn lên quay phim rồi mình thả cá cho ảnh luôn. Rồi sẵn chia sẻ với bạn về cái hồ của ảnh đã làm từ đầu cuối lều, sự hỗ trợ kỹ thuật của mình về vật liệu lọc, và mình cung cấp vật tư hết cho cái hồ của ảnh. Và mình thấy là hồ đã ổn định và đã thả cá rồi các bạn. Mình cũng quay chia sẻ với các bạn về cái hồ. Rồi, mời các bạn theo chân mình coi cái hồ nhé. Các bạn, ảnh rào lại do có con nít á nên ảnh rào lại các bạn. Về cái hồ này là hồ 80 khối, lọc tới 30 khối luôn các bạn, rất là to luôn. Còn về hệ thống bơm mới thì ba bơm BG50 là bơm luồng, hai bơm AC40 là bơm thác nha các bạn. Đó, các bạn thấy bơm bơm thác không, thác tràn. Do cái thác tràn của anh rất là lớn nên anh sử dụng hai bơm rất là to luôn. Đó, bây giờ mình đang thả hai em cá, một em để mình trèo vô, đã trèo vô không được, để kiếm đường đi vô. Rồi bạn, đây cái hệ hồ của ảnh thì các bạn thể coi lại cái clip bữa mình đi nha. Giờ nó nằm ở dưới cái này hết rồi, bây giờ cái này nó to quá gỡ không được các bạn. Mình chỉ nhớ sơ sơ là như ba hút đáy 114, ba hút mặt 60 các bạn. Giờ đang thả cho ảnh 5 em cá, 5 em, một em Kohaku, một em Hiyori, Asagi, Showa các bạn. Bạn thấy hút mặt hút rất là tốt không? Hút bọt rất là tốt. Chất lượng nước à, chất lượng nước cũng rất là đẹp luôn rồi các bạn. Ở bên kia đang có hai con, có đang có hai con sẵn ở bển nè. Đi qua 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 hai con đó kìa. Ủa, thả con cá gì cho bá luôn. Có một con Benigoi. Con sô qua cũng rất là đẹp các bạn. Sô qua. Sô qua với Benigoi. Sô qua khá là to. Ủa, con nó con gì đó? Con hải tượng hay là con cá trám vậy chị? Cá trắm hả? À, con này con cá trắm rồi em. Ủa, không nó bự rồi. Cá trắm. Cá trắm đen á. Muôn cặp luôn, nguyên một cặp. Tự nhiên cái con này đen thui rồi, thấy gì đâu ta. Ờ, thấy các bạn thấy không? Rất là bự luôn. Nhưng mà tính tính ra đâu có thấy gì đâu. Xứ Thanh để trồng mấy cái cây dứa, nếu nếu mà trồng dứa nữa các bạn bỏ muối nhiều á là nó cũng không có. Rồi tắm tím cho nó đi. Đây ba cái hút mặt hút rất là tốt luôn. Nếu ví dụ mà muốn cái hệ thống mà các bạn hút nó tốt á thì các bạn phải phải đi ống riêng nha, đi ống riêng hết chứ đừng có đi ống chung, đi ống riêng hết nha các bạn, là về tập trung về cái ô lắng hết. Chứ còn đi ống chung thì ống nào gần nó sẽ hút mạnh, còn ống nào xa nó sẽ hút yếu lắm nha. Mà có em Benny Goi cũng rất là đẹp. Giờ đánh thuốc thôi chị. Đánh thuốc hả? Anh đánh thuốc bên cho em á.
Có thuốc không chị, có thuốc Thuốc gì? không? Em đâu có biết thuốc gì đâu. Dạ không có thuốc thì đâu có đánh được, đâu có Rồi biết mà đánh. đâu ăn thuốc hả? Dạ bên em đâu có đánh thuốc gì đâu. Ô, thế bị bệnh đấy nó có chết không? Dạ thì lâu ngày nó sẽ chết chứ. Nhưng mà ảnh thả cá, ảnh có chăm, ảnh có nhìn không chị? Đó chị thấy nó nhảy không? Nó mới thả là nó sẽ nhảy như vậy đó. Đúng rồi. Từ đây tối nó sẽ nhảy ra ngoài luôn. Ô, Dạ đây hàng sẵn cái kia giúp em được không? để để chị sẵn à, thả nó xuống đây rồi không chị? Mới này. Nó có chết cây không? Ủa. Rồi bạn thả cá xong rồi. Chất lượng nước rất là tốt luôn. Ví dụ mà các bạn thả cá thì bạn nhớ kiếm cái gì đậy lại nha. Nó có thể nhảy ra đó, nó nhảy lên vậy đó. Nó nhảy lên như vậy rồi xong rồi nó có thể nhảy ra ngoài luôn. Nhiều cá mà mới về hồ lạ nó có thể nhảy cái kiểu đó đó. Có cái tấm lưới bên kia, lấy cái tấm lát, lấy tấm lưới bên kia đậy lên. Đậy lên cho nó tối nó khỏi nhảy ra, tại vì thường thường mà thả buổi sáng thì nó đỡ nhảy ra hơn. Còn mình thả buổi chiều tối là nó có thể nhảy ra. Đây em Hi Usuri, hai em Asagi, một em Kohaku, à, em Showa các bạn, em Benigoi. Như cái hệ hồ này thì nước chất lượng nước ok lắm luôn rồi các bạn. Thấy bạn thấy chất lượng nước không? Rất là đã luôn. Nước trong vắt luôn. Cái bông oxy này nè, nó nổi lên nữa các bạn, tại nên nó có oxy, còn cái bông bên kia nó nằm sâu xuống dưới quá nên không có, nó không có nổi lên nhiều nữa. Ồ, em show quá đẹp quá. Dạ đúng rồi, vì mực nước của chú nó chưa đủ á, chú một là chú xuống 1 ký, hai là chú dâng cao mực nước ở đây tí. Dạ cao hơn mặt phút. Ở trên cái thác Tràng thì dùng sứ rồi, không biết anh dùng Dạ sứ đúng rồi, nhiều không mực thì không nước biết, phải cao hơn cái răng đó, một cái dùng răng sứ nó nhiều không không biết nữa. Mình thấy cũng khá là nhiều và mấy ô lọc thì rất là to luôn đó. Bạn thấy cá nó mới về nó cứ nhảy cái kiểu đó đó, sợ tối là nó nhảy ra ngoài luôn, nếu mà không có người coi là nó nhảy ra ngoài luôn các bạn. Cái này bu theo đàn rồi các bạn. Dạ đã không? Dạ hút với lại bực, cái hút của chú nó mạnh quá nha chú, cái điều mà nó mạnh quá nó kéo luôn cái nắp xuống. Dạ nó sẽ hút tay. Nên chú phải vừa canh vừa đủ một bơm. Do mình là bữa nay mấy này đang bệnh quá, đi lên ở đây vẫn nói không nổi luôn. Đó. Mấy anh mà men 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 theo cái ha, men men theo cái thác đó là nguy hiểm các bạn, nó muốn men theo để nó nhảy ra ngoài á. Cái đó trải ra sao chị? Giải ra thôi, giải lên trên bề mặt. Ủa, giải ra rồi nó cứ nhảy ra. Không lấy nhảy được. Mấy con này về toàn giải ra chẳng có nào nhảy được. Nhưng mà phải lấy mấy cái khung sắt ở chỗ kia để giải lên đây trước xong mới nhảy lên. Hơi nặng lắm. Bà nội đi đâu hả?
vào uống nước ăn bánh trái cây đã rồi về. Dạ dạ. Các bạn, nãy giờ công lực 5 người kéo cái này. Thật ra những cái lúc mà cá mới về á, mình đậy lại để cho mình yên tâm thôi. Nhưng mà cái kiểu đậy này nó không có oxy dê gì hết đâu nha các bạn. Nó vẫn nhảy ra như thường. Để lấy gì chè lên. Để mà các bạn nên để làm một cái lồng rọ. Ví dụ cá mới về các bạn bỏ vô một cái rọ hình chữ hình vuông chẳng hạn, 80x80, sâu 80. Rồi các bạn đậy ráp lại, các bạn để vô cho nó không có ấy nước á, nó lạ nước, nó quen nước rồi 2-3 bữa các bạn bỏ ra. Chứ các bạn để nguyên về rồi làm cái nắp đậy mà kiểu này thì nó quá tốn công tốn sức luôn, nó hơi bị phê luôn. Nãy giờ mấy người kéo ra sắt rồi, các bạn thấy huy động sắt không? Rồi khi sắt không cũng phê nữa. Rồi hôm nay mình chỉ ghé quay sơ sơ cái hồ thả mấy em cá thôi. Rồi chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở clip sau. Bye bye.